Hi các bạn, hôm nay mình xin mời các bạn đi với mình đến vườn lan Formosa ở Houston, Texas để tham quan nha. Các bạn biết không, khi mà mình đến đây á, mình nhìn cái khung cảnh như thế này á, mình nói ôi chao, sao mà giống như cái mong ước của mình hiện tại như vậy. Được làm việc tại nhà nè, được ở nhà để có thời gian chăm sóc con cái, chăm sóc nhà cửa. Bên cạnh đó vẫn làm được cái việc mà mình yêu thích tại nhà. Đó, cũng như bây giờ các bạn thấy nè, đây là cái vườn lan ở Houston, Texas của đôi vợ chồng người Đài Loan. Họ có một ngôi nhà rất là to và xung quanh đất rất là rộng. Và bên trong cái khuôn viên đất của họ, họ xây một cái greenhouse rất là to để mà họ trồng lan, chăm sóc lan cũng như là bán lan. Đó cũng là ước mơ của mình, sống tại nhà, có thời gian chăm sóc con cái, làm việc nhà. Bên cạnh đó vẫn làm được cái công việc mà mình yêu thích, đó là trồng cây, chăm sóc cây và bán cây. Hồi nãy lúc mà mình mới vừa quẹo vào đó, các bạn có nghe tiếng chó sủa không? Đó không phải là lỗi video gì đâu, mà mình cố tình để cho các bạn có thể nghe cái âm thanh thật vào cái thời điểm mình mới quẹo vào ngôi nhà này vậy đó. Tự nhiên cái mình vào mình nghe tiếng chó sủa làm mình cảm giác rất là yên bình, giống như là ở đồng quê ở Việt Nam mình vậy đó. Rất là thân thương, mặc dù là nó nhìn mình lạ, nó sủa, nhưng mà mình không có cảm giác sợ hãi gì cả, chỉ là cái cảm giác thân thương, nhớ nhà mà thôi đó. Và sau khi mà mình đậu xe ở phía bên ngoài, cũng như các bạn thấy đó, thì sẽ có một cái greenhouse lớn thiệt lớn, có cái cửa đẩy, thì mình sẽ đẩy cửa vào, và khi mà đi vào mình sẽ thấy bên trong rất rất là nhiều cây hoa lan như các bạn đang thấy. Thì ở trong khu vực greenhouse này, người chủ ở đây họ chia cái greenhouse này ra làm hai phần. Cái phần đầu tiên khi mà mình mới bước vào á, thì đây là cái phần mà họ đã để trưng bày những cái cây hoa lan đã sẵn sàng bán cho các bạn vào, các bạn ngắm nghía rồi các bạn chọn. Và đây cũng là khu vực để cho người chủ làm thêm một cái công việc, đó là gói quà cho những cái chậu lan, đặc biệt là vào cái dịp cận Tết Việt Nam như hiện nay. Thì khi mà mình vào đây mình thấy có rất là nhiều chậu lan mà cái người chủ ở đây họ đã gói quà và gắn nơ lên, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng. Và thậm chí họ đã để là sold, tức là đã bán rồi luôn, rất là đẹp. Và cái phần còn lại của cái greenhouse to lớn này bên kia, nó rộng hơn gấp đôi phía bên đây ấy, thì họ để tất cả các loại lan mà họ có trong quá trình họ chăm sóc. Nhưng mà mình vẫn có thể đi qua đó để mà mình ngắm nghía và mình chọn những cái cây mà mình mong muốn. Nhưng cái khu vực mà sâu bên trong hơn nữa thì họ để stop, tức là mình không có được vào nữa. Còn cái phần mà phía bên ngoài của cái greenhouse này thì mình có thể đi một vòng hết cái khu vực bên ngoài này để mà mình ngắm cây. Đó, và nãy giờ các bạn thấy không, rất là đẹp ha. Cái màu sắc cây rất là khỏe mạnh. Mình vào đây mình nhìn mình cũng mê lắm. Rồi bên cạnh họ bán hoa lan, họ cũng có bán chậu nè, rồi bán phân dành riêng cho những cây hoa lan này nữa. Và khi mà mình đi quay thì mình thấy có rất là nhiều chậu dễ thương lắm. Thành ra khi mà bạn nào mà muốn tìm mua cây hoa lan thì cũng đừng lo lắng, ở đây có bán luôn chậu cũng như là thức ăn dinh dưỡng dành cho cái cây hoa lan này nữa.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mình chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha.